Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2019 của kênh truyền hình VTC14. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiến hành xác minh việc một tài xế xe điều khiển xe khách đi ngược chiều, cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với lái xe khách Tùng Lâm. Với lỗi vi phạm này, doanh nghiệp Tùng Lâm cũng bị phạt 1 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận vừa tiến hành xác minh và xử phạt lái xe thuộc nhà xe Tùng Lâm vì đã có hành vi điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 36B02922 chạy ngược chiều. Trước đó, trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh chiếc xe này chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A với tốc độ khá cao và gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Nhận được thông tin, Cảnh sát Giao thông đã xác minh, qua đó thì phát hiện người điều khiển phương tiện là Nguyễn Bá Nhật, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa điều khiển. Có mặt tại cơ quan điều tra, lái xe Nhật đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình khi điều khiển chiếc xe chạy ngược chiều. Với hành vi vi phạm trên, lái xe đã bị tước giấy phép lái xe trong vòng 2 tháng, còn nhà xe thì bị phạt 1 triệu đồng. Đối tượng chặn xe 7 chỗ, hành hung người tại Lâm Đồng mới đây đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Hành vi của đối tượng này đã khiến cho xe khách đang đổ dốc lao xuống vực sâu khoảng 5 mét. Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối tượng chặn xe 7 chỗ trên quốc lộ 20 huyện Di Linh và trực tiếp hành hung người trên xe đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành vi vi phạm hành chính về vi phạm các quy định về trật tự công cộng do chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự. Trước đó, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 49A24955 chở theo 7 người lưu thông trên quốc lộ 20 hướng Thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt đã bị một nhóm đối tượng gồm 8 người đi trên nhiều xe máy áp sát dùng dao, mã tấu chặn đường. Cùng lúc xe khách dừng nằm Long Vân biển kiểm soát 47D02547 lưu thông theo hướng Đà Lạt Thành phố Hồ Chí Minh đang lưu thông trong lúc đổ dốc vào cua do tránh chiếc xe 7 chỗ dừng giữa đường đã lao xuống vực sâu. Trên xe khách khi đó có 2 người và rất may mắn là không ai bị thương tích. Các loại phương tiện vận tải có tay lái bên phải hay là các loại ô tô, container, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng quá 5 năm có thể sẽ bị cấm nhập khẩu về Việt Nam. Việc cấm nhập khẩu ô tô cũ trên 5 năm là nội dung trong dự thảo thông tư công bố danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS của Bộ Giao thông Vận tải. Dự thảo này đang được gửi các bộ, ngành, cơ quan chức năng để lấy ý kiến. Nội dung đáng chú ý đó là cấm nhập khẩu phương tiện đã qua 5 năm sử dụng. Ngoài ra, bộ này cũng ban hành danh mục các loại hàng hóa xuất khẩu được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, có thể kể đến như là xe chở người 4 bánh có gắn động cơ loại chở dưới 10 người, kể cả người lái, bao gồm cả xe golf, ô tô chữa cháy. Dự thảo trên sẽ thay thế thông tư số 13/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Vĩnh Hảo, Phan Thiết chưa làm 3 gói đầu tư tư vấn với 9 doanh nghiệp trúng thầu tham gia khảo sát và thiết kế kỹ thuật. Tổng của 3 gói thầu này có chiều dài 101 km. Theo đó, dự án được chia làm 3 gói thầu tư vấn với 9 doanh nghiệp trúng thầu tham gia thực hiện khảo sát và thiết kế kỹ thuật. Cụ thể, gói thầu 1 giá trúng thầu hơn 28,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 185 ngày. Gói thầu 2 giá trúng thầu là 25,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 150 ngày. Gói thầu 3 giá trúng thầu là 27,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 143 ngày. Các gói thầu này thời gian thực hiện đều bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết có chiều dài 102 km, tổng mức đầu tư khoảng 11.603 tỷ đồng. Dự án đi qua 4 huyện thuộc tỉnh Bình Thuận. Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải vừa xác nhận dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông vẫn chưa thể vận hành được, khai thác được vào cuối tháng 4 này, theo như chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Lý do là dự án chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn. Cụ thể, hiện Hội đồng Nhà nước vẫn chưa nghiệm thu dự án và vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc nên không thể đưa vào vận hành khai thác thương mại. Theo quy định, dự án trước khi đưa vào vận hành chính thức phải có đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, được thực hiện độc lập bởi liên danh nhà thầu quốc tế APAV Certificatrice và được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn. Sau đó, dự án phải được Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra đánh giá tổng thể một lần cuối cùng. Đây không phải là lần đầu dự án lỗi hẹn đưa vào vận hành và khai thác. Dự án dự kiến ban đầu đưa vào khai thác năm 2016 nhưng phải điều chỉnh lùi đến hết quý 1 của năm 2019 mới đưa vào khai thác thương mại. Tiếp ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý.
Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo 100% trạm cân kiểm tra tải trọng xe phải lắp đặt hệ thống camera, truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ được giao trách nhiệm trong quản lý để xảy ra các sai phạm khiến tình trạng xe quá khổ quá tải gia tăng. Trước đó, theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tình trạng xe quá khổ quá tải trên nhiều tuyến quốc lộ vẫn còn tồn tại gây nguy cơ hư hỏng đường, tai nạn giao thông, vi phạm của xe quá tải hiện vẫn chiếm 10%. Bất chấp trời mưa gió, hàng vạn người vẫn đổ về đảo Cát Bà, Hải Phòng nghỉ lễ, khiến phà cót Cái Viềng bị ùn tắc nghiêm trọng trong sáng ngày hôm nay. Tình trạng tắc đường được ghi nhận xảy ra lúc 5 giờ sáng. Các phương tiện đã phải đợi từ 1 đến 3 giờ mới có thể xuống phà sang đảo Cát Bà. Ban quản lý bến phà cũng xác nhận đã phải huy động 4 phà to, 5 phà nhỏ, cùng hơn 100 người hoạt động từ 4 giờ sáng và sẽ phải làm việc tới tận 2-3 giờ đêm để phục vụ du khách. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông nên không thể tránh khỏi tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Bộ Công an xác nhận, trong 3 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm 58 người tử vong và 52 người bị thương. So với 3 ngày nghỉ lễ năm trước, tuy số vụ không tăng, nhưng số người chết tăng 11,5% và 13% người bị thương. Các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt 2,5 tỷ đồng. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều có liên quan tới vi phạm tốc độ, làn đường và sử dụng bia rượu, chất kích thích khi tham gia giao thông. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa quyết định chủ trương đầu tư nâng cấp và mở rộng quốc lộ 40B, đoạn qua trạm thu phí cao tốc xã Tam Thái, huyện Phú Ninh đến thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, với tổng mức đầu tư là 420 tỷ đồng. Đây là tuyến đường được nâng cấp theo tiêu chuẩn cấp 4, đồng bằng, vận tốc thiết kế là 60 km/h với tổng chiều dài trên toàn tuyến là 18 km. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc Hòa Bình tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí km 17+100 đường Hòa Lạc Hòa Bình kể từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 để hoàn vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc Hòa Bình và cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT. Mức thu cụ thể, việc quản lý và sử dụng số tiền thu được thực hiện theo quyết định tại thông tư số 35 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó mức phí thấp nhất là 35.000 đồng trên một lượt xe và cao nhất là 180.000 đồng trên một lượt xe. Được biết, dự án đầu tư xây dựng dự án đường Hòa Lạc Hòa Bình và cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai Hòa Bình theo hình thức BOT dài 56 km gồm 2 hợp phần. Tuyến Hòa Lạc Hòa Bình được xây dựng mới dài 25,7 km và hợp phần cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn qua Xuân Mai Hòa Bình dài 30,36 km. Để hoàn vốn cho nhà đầu tư, theo phương án tài chính, dự án được đặt 2 trạm thu phí trên mỗi tuyến đường. Tuyến quốc lộ 6 tại km 42+730 đã thu phí từ năm 2015. Đặt tại km 17+100 chưa thu phí. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến của dự án khoảng 27 năm 6 tháng 9 ngày. Trước đó, đầu tháng 4, do chưa được chấp thuận cho thu phí BOT trên tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình, chủ đầu tư dự án đường này muốn tạm dừng phục vụ. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải không đồng ý đề nghị này và yêu cầu nhà đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đáp ứng điều kiện thu phí để sớm triển khai việc thu phí trên tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình. Chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào lên đường bắt xe khách đua tốc độ, dừng đỗ đón trả khách trên đường,
Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường hoạt động tuyên truyền lẫn xử phạt, vậy nhưng tình trạng xe khách vi phạm dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 cũng rất phổ biến. Thực trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông, mà khi xảy ra các sự cố về giao thông, quyền lợi của khách hàng cũng sẽ không được đảm bảo. Sau đây là ghi nhận của VTC 14. Chiếc xe khách mang thương hiệu Tấn Nguyên hoạt động tuyến Hà Nội - Quảng Ninh khi lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm tra vi phạm trên tuyến quốc lộ 5 cũ, hầu hết các hành khách đều không có vé cầm tay theo đúng quy định, thậm chí trên thành xe, phương tiện cũng không được niêm yết giá vé. Hôm qua khi ở trên bến ra bát kiểm tra hết rồi, dán bắt buộc phải dán bên trong xe hết. Đầy đủ các chi tiết về phục vụ giao thông. Sao mình hết muốn vé là thế nào? Thì hôm nay đột xuất là bị hết. Ngoài hôm mình thế nào? Mình hôm vẫn có đầy đủ, hôm nay hết. Phụ xe nó quên không lấy ở bến đi. Thế là gửi xe sau lên 559 để lấy. Tiếp tục hành trình buổi chiều về. Trong khi đó, tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Nam, tình trạng xe khách vi phạm luật an toàn giao thông cũng diễn biến hết sức phức tạp. Những chiếc xe này, chủ xe đã ngang nhiên chở hàng hóa trên khoang chở hành khách. Theo quy định thì hành vi này bị nghiêm cấm, nhưng lái xe vì lợi nhuận đã bất chấp. Ký hợp đồng với cả sở các thứ rồi không bỏ được, không bỏ. Bây giờ bỏ lốt thì không được. Phương tiện mình không nâng cấp thì làm sao mà có khách được? Đấy, bọn em thì cứ lấy cái lọ bù kia thôi, bây giờ cứ nhặt nhạnh ít đồ gửi đồ kiếc để lấy tiền đổ dầu mỡ để duy trì luồng tuyến thôi. Theo lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương, tình trạng xe khách vi phạm trong các dịp lễ Tết thường có nhiều diễn biến phức tạp, gây ra các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông. Vi phạm phổ biến nhất là tình trạng nhồi nhét khách, thu quá giá quy định. Đáng chú ý, hiện tượng vi phạm tốc độ hay sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông cũng rất phổ biến. Đã triển khai các phương án để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 5, nhất là trong cái dịp mà 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 được nghỉ lễ dài. Chúng tôi đã tập trung vào xử lý các cái lỗi vi phạm phần lớn nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Ví dụ như là các cái xe vi phạm nồng độ cồn, xe tập trung vào cái xe vi phạm nồng độ cồn trong các ngày lễ. Và cũng tuyên truyền đến tất cả người tham gia giao thông là khi đã sử dụng rượu bia thì không tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Còn thứ hai là chúng tôi sẽ xử lý vào các cái lỗi xe khách, tập trung vào các cái lỗi là đón trả khách không đúng nơi quy định và chở quá số người quy định trong cái dịp lễ 30/4/1/5. 30/4 và 1/5 thì cũng xin khuyến cáo là các cái xe khách nên chấp hành chở đúng số người quy định, đón trả khách đúng nơi quy định và đảm bảo an toàn cho hành khách tham gia giao thông. Phát hiện và ngăn chặn sớm tình trạng xe khách vi phạm trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 là đặc biệt quan trọng, cần thiết. Trong hoạt động này, góp phần ngăn chặn tai nạn, nâng cao nhận thức cho xe khách và làm giảm rủi ro, thiệt hại về người do tai nạn giao thông gây ra. Bản tin giao thông an toàn ngày 30 tháng 4 năm 2019 của VTC 14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.